nay thì chúng ta sẽ đi trong một cái rừng. Các bạn thử đoán xem đây là rừng gì. Đây. Rừng gì? Thử đoán xem đây là rừng gì. Chắc chắn là các bạn chưa bao giờ biết luôn. Khu rừng này ở bên xã Lộc Thiên, huyện Mường La. Ở phía dưới thì là cái cây hoa màu trắng. Ở phía trên cũng như thế luôn. Sống ở trong mây luôn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Hoa táo mèo trắng xóa, trắng như da vợ mình ấy. Quá đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đi xuống dưới mạn này một chút thì thấy cả cánh rừng đối nghịch với cái màu vàng của đất. Thực sự là rất là hấp dẫn. Đây là toàn bộ những cái màu hoa sinh tra. Mùa này cũng là mùa mà lá rơi đấy, các bạn sẽ thi thoảng thấy những cái lá của táo mèo rơi. Đây là con đường, dọc cái con đường này là đường mà người dân địa phương sẽ đi hái táo mèo đây, thu hoạch táo mèo. Những cái con đường đất đỏ, hai bên là hoa. Đây còn đây phía dưới những cái dãy sơn tra thì là những cái đồi hoa dại nhá. Đây đồi hoa dại mà nó đẹp như thế này đây, các bạn thấy không? Wow, quá đẹp luôn. Đây thực sự là cái nơi mà có rất ít người đã từng biết đến. Đây cái cây sơn tra, cây táo mèo thì đây đấy, hoa nó như thế này, các bạn nhìn thấy hoa chưa? Ở trên cái độ cao hơn 1.000m, 2.000m như thế này, nhìn bốn phía thực sự là cảm thấy sung sướng. Tôi cứ muốn lìa đi lìa lại để cho mọi người nhìn thấy được cái cảnh vật ở đây. Đây, tôi gặp một thổ địa du lịch ở địa phương, chúng ta sẽ làm quen với bạn ấy. Chào bạn. Vâng, bạn cho tôi biết bạn tên là gì? Tên là Asien. Cái táo mèo này thì đặc điểm của nó là ở mực nước biển là cao trên 2.000m thì nó mới sống được. 2.000m sống được. Đặc điểm của cây này thì đã trồng được hàng trăm năm rồi. Các bạn thấy đây toàn là cái táo mèo bổn thụ. Và đây là cây tự nhiên đúng không? Tự nhiên. Thì trồng được khoảng 200-300 năm thì mỗi một năm thì thu hoạch 2-3 triệu. Thì tôi nhìn thấy có vẻ như là vẫn đang còn ít là du khách biết đến cái vùng này đúng không? Bởi vì nó rất là đẹp như này mà chưa từng thấy xuất hiện nhiều. Du khách đến thì chưa ai biết đến. Đây là vùng mà đã hoang sơ và xa chúng ta có thể nhìn thấy những cái mái trường.
1000 mét trở lên. Và mỗi một cây táo to như này thì sẽ cho thu hoạch khoảng 10 triệu một vụ.